Để mà triển khai chương trình tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11/2022 của Chính phủ, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đất Đỏ đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn, rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng để giải ngân kịp thời các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đến thời điểm này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đất Đỏ đã giải ngân hơn 6,3 tỷ đồng cho 102 lao động vay hỗ trợ tạm việc làm, duy trì mở rộng việc làm, giải ngân 910 triệu đồng cho 3 hộ vay mua nhà ở xã hội theo nghị định số 100 năm 2015 của Chính phủ, giải ngân 350 triệu đồng cho 27 lượt hộ vay với 35 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo quyết định số 09/2022 của Chính phủ, giải ngân 160 triệu đồng cho 2 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Hiện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội của Đất Đỏ đang tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vốn tín dụng chính sách, thực hiện các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6% năm, tăng cường giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng trục lợi chính sách.